Thục Cẩm Nhân Gia cuối cùng cũng lên sóng. Trương Hạo Vĩ đã trở lại và sự chăm chỉ của Đàm Tùng Vận đã được đền đáp. Phim và truyền hình mới sinh hân. Như chúng ta đã biết, bộ phim truyền hình kinh doanh cổ trang Thục Cẩm Nhân Gia với sự tham gia của Đàm Tùng Vận, Trịnh Nghiệp Thành và những người khác luôn là một trong những bộ phim truyền hình được nhiều cư dân mạng mong chờ được phát sóng nhờ tiêu chuẩn sản xuất xuất sắc và dàn diễn viên đẹp trai. Đặc biệt là sau khi Đàm Tùng Vận đạt được một đỉnh cao nổi tiếng khác với Em Đẹp Hơn Ánh Sao, điều này đã nâng cao hơn nữa khả năng gánh phim truyền hình và thuộc tính giao thông của cô. Đó cũng chính là bộ phim truyền hình cổ trang đã cho phép cô đóng vai chính trở lại sau nhiều năm và trở thành nhân vật chính trong phim, trọng tâm và sự chú ý của tất cả các bên. Nhưng đối với một tác phẩm có thế mạnh đáng kể về mọi mặt như vậy thì quá trình ra mắt liên quan của nó lại không hề suôn sẻ. Đầu tiên, ban đầu nó dự kiến phát sóng vào mùa hè năm nay, nhưng sau đó nó đã bị hoãn lại để nhường chỗ cho việc phát sóng các bộ phim khác. Cuối cùng bộ phim đã được lên kế hoạch khởi chiếu vào tháng 8 và quá trình khởi động trước có liên quan đã bắt đầu. Tuy nhiên, nam diễn viên phụ Trương Hạo Vĩ đã vướng vào tranh cãi vì những nhận xét liên quan, dẫn đến việc Sichuan Broadcast một lần nữa phải rút lui, thậm chí còn rơi vào tình trạng tương tự. Sân khấu phát sóng một thời gian, vì vậy, lúc đó rất nhiều người cảm thấy có lỗi với Đàm Tùng Vận, thẳng thắn nói rằng nỗ lực của cô không được đền đáp vì người khác. Tuy nhiên, khi Trương Hạo Vĩ chính thức trở lại phát sóng trực tiếp bán hàng thời gian gần đây và những sự việc gây tranh cãi trước đó cũng dần lắng xuống, một lần nữa lại có hy vọng rằng Thục Cẩm Nhân Gia sẽ được phát sóng trong thời gian tới. Bạn phải biết rằng Trương Hạo Vĩ đã có thể trở lại phát sóng trực tiếp sau một tháng sau khi tuyên bố tạm dừng mọi công việc và cống hiến hết mình để bảo vệ quyền lợi của mình. Điều này rõ ràng cũng có nghĩa là ở một mức độ nào đó, anh ấy đã rút lui khỏi cuộc tranh cãi trước đó. Cho dù sau này độ nổi tiếng và danh tiếng khó khôi phục, ít nhất cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc phát sóng của bộ phim có sự tham gia. Trong hoàn cảnh như vậy, Sichuan Broadcast vốn đã sẵn sàng phát sóng, rõ ràng sẽ lại đẩy nhanh lịch trình và hoàn thành buổi chiếu sớm nhất có thể. Theo chú thích, trên Douban và các trang web liên quan khác, cũng như sự sắp xếp lịch trình trên một trang web hay ho nào đó, lịch trình dự kiến của Subrocket Family sẽ là vào đầu tháng 10. Với thế mạnh của loạt phim cộng với khả năng gánh phim của Đàm Tùng Vận, chắc chắn Sichuan Broadcast sẽ có kết quả vượt trội khi khởi chiếu vào tháng 10, khi sự cạnh tranh tương đối lỏng lẻo. Bạn phải biết rằng, Thục Cẩm Nhân Gia được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng là một bộ phim kinh doanh với nhân vật nữ chính trong trang phục cổ trang, dựa trên các yếu tố phong cách nhà đường và lấy lụa đỏ thục làm chủ đề. Toàn bộ bộ phim xoay quanh câu chuyện tuyệt vời về cách nữ anh hùng Ji In-hyein sử dụng trí thông minh của mình để từng bước phát triển và kế thừa các kỹ năng nhuộm lụa liên quan, và cuối cùng thực hiện được tham vọng của mình đối với gia đình và đất nước. Dưới sự sáng tạo của đạo diễn đầy quyền lực Lưu Hải Ba, toàn bộ trang phục, nhịp điệu cốt truyện và các cảnh hành động của bộ phim đều đủ chất lượng và có sức mạnh tổng thể mạnh mẽ, và Đàm Tùng Vận, người đóng vai nữ chính, là một trong những người đàn ông 90 tuổi có khả năng gánh phim cao nhất. Với vẻ ngoài nổi bật, ngọt ngào, kỹ năng diễn xuất chắc chắn và tinh tế cùng những bước đột phá liên tục trong công việc và vai diễn, tầm ảnh hưởng của cô trong làng ngày càng tăng cao. Lần này, Đàm Tùng Vận lại xuất hiện trong trang phục cổ trang, cô ấy vẫn xinh đẹp như xưa, khả năng nắm bắt và diễn giải vai diễn của cô ấy cũng rất chính xác. Kết hợp với nhân vật nam chính Trịnh Nghiệp Thành, cũng như Trình Trào, Chen Seo Jun và các diễn viên tài năng khác vừa đẹp trai vừa có kỹ năng diễn xuất, toàn bộ dàn diễn viên của bộ phim có sự phân cấp rõ rệt và đủ sức cạnh tranh về ngoại hình, kỹ năng diễn xuất và sự nổi tiếng. Vì vậy, nếu tứ xuyên thổ cẩm có thể khởi chiếu thành công, toàn bộ bộ phim có thể tạo ra một cơn sốt xem phim mới và đạt được kết quả vượt trội về mọi mặt. Một khi Thục Cẩm Nhân Gia trở nên phổ biến, Đàm Tùng Vận sẽ có thể nâng cao hơn nữa tầm ảnh hưởng của mình trong 90 bông hoa và mở ra một chương mới trong sự nghiệp.